Điểm check-in đầu tiên của mình sẽ là điểm du lịch Điện Gió Bạc Liêu. Khu Điện Gió Công Lý. Phía sau lưng của mình đây á, thì mình đếm có tất cả là trên 60 cột điện như thế này. Thì khu Điện Gió Công Lý này là cái công trình điện gió đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu. Hiện tại thì ở tỉnh Bạc Liêu đang thực hiện hai công trình nữa, đó là công trình Hòa Bình và công trình Đông Hải. Công trình thí điểm đầu tiên này thì mình thấy người ta không những là khai thác điện gió không mà người ta còn khai thác điện nữa. Thì lúc nãy mình đi vào thì mình gửi xe thì vào trong người ta bảo mua vé mới được vào đây. Như vậy thì mỗi người 30.000 một vé. Còn trẻ em vào bờ, cho nên mình không có thấy nó lộn xộn lòng thòng gì cả mà nó rất là gọn gàng. Và đây là năng lượng sạch cho nên nó cũng không có gây ra cái ô nhiễm hay là nó cũng không có đưa ra cái phóng xạ gì cả. Nó có một cái đặc điểm là chi phí của nó rất là cao. Chi phí để lắp đặt mỗi cái trụ như thế này rất là cao luôn. Nhưng mình hy vọng là sau này Việt Nam mình sẽ tận dụng được cái lượng gió, tại vì mình ở sát biển mà tận dụng được cái lượng gió ở đây sẵn, phục vụ tốt hơn cho cái nguồn điện của người Việt Nam, mình phát triển công nghiệp bền vững và thực phẩm sạch cho các bạn. Các bạn hãy theo chân mình đi lại gần cây trụ điện để xem nó như thế nào nha. Khi mình tiến lại gần thì cây trụ điện nhìn nó rất là to và cao. Như lúc nãy mình đã nói, cây trụ điện này cao 135 m. Cây trụ điện cao 135 m. Khi mình tới gần thì mình thấy có một căn nhà nhỏ bên cạnh. Thì căn nhà này là nhà biến áp. Ngoài này thì mình thấy có một cái đường vào nè. Đường vào này thì có thể là bên trong có một cái bên trong người ta có một cái thang máy để dẫn người lên để bảo trì đó các bạn. Nhìn từ xa xa thì mình biết là cây trụ này chắc đường kính khoảng 3 m. Mình thấy nó rất là to, đoán là lâu người ta sẽ bảo trì một lần như vậy. Cái cầu thang này là để dẫn người lên bảo trì mỗi lần.
người ta xây cái trụ móng cũng rất là chắc chắn luôn. Ở đây thì có rất là nhiều, mình đếm là hơn 60 cây trụ điện như thế này. Rồi, một chút thông tin về khu du lịch Bạc Liêu, địa điểm Quạt Gió cho các bạn ở xa cũng biết. Lần sau mình có làm những clip khác về những khu du lịch ở Bạc Liêu thì mình sẽ up lên sau. Bây giờ thì cũng như những cái du khách du lịch khác, mình sẽ tắt điện thoại và check in sống ảo. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày vui nha.